Hey, chào các bạn. Hôm nay mình ăn cơm Tây, một món ăn sau khi làm việc ở hotel. Thì phần ăn của mình ở hotel, mình không ăn, thì mình mang về. Thì về đến nhà thì mình mới có thời giờ để ăn. Tại vì khi mình đi làm á, thì mình bị trừ lương. Lương của mình á, lúc nào cũng có, hay là bị trừ một cái khoản gọi là ăn trong hotel. Nhưng mà khi mình đi làm á, thì mình rất là mệt mỏi, thì làm sao mà có thể mà ngồi đó mà ăn cho thoải mái được. Thì mình cứ lấy phần ăn đó về, rồi mình bỏ vào trong hộp, mình mang về nhà. Thì về nhà mình thư giãn thì mình mới ăn nổi. Nhưng mà đương nhiên rồi, khi ăn đồ cũ thì nó đâu có ngon bằng đồ mới. Những món ăn mới đâu phải các bạn. Thì hôm nay gồm có đậu cuve, rồi khoai tây nướng. Với cái trắng này mình nghĩ nó là potato, là khoai tây á, khoai tây nghiền ra, với lại thịt bò nướng, với lại một chút nước sauce cho lên trên. Mình chưa ăn, lúc đó thì cũng có nhiều người ăn lắm, nhưng mà mình thì mệt mỏi quá mình không ăn, nên mình không biết là có ngon hay không. Nhưng mà đương nhiên là phải là ngon rồi, tự vì á, cái món này là mình hotel của mình nó họ bán cho khách đến ăn mà, thì đương nhiên nó phải ngon. Mà mình thấy khi mình dọn dĩa đi á, là nó sạch bách hết á, họ ăn sạch hết á. Có những người họ không ăn rau được thì họ để rau lại đó, chứ còn đa số là ăn sạch hết luôn. Bây giờ mình thử ăn nó như thế nào các bạn nha. Coi như là một ngày đã trôi qua, bây giờ là đến giờ ăn tối, ăn chiều hay là bữa ăn chính, nói đúng là như vậy. Ok, thế là mình cũng ăn xong hết một dĩa khoai tây với lại thịt bò nướng. Nhìn mặt mình bơ phờ luôn, nguyên một đêm mình không ngủ, tại vì mình đi làm về quá trễ nên mình cũng hơi mệt rồi, cho nên mình gặp cái trục trặc này nữa, cho nên mình phải cố gắng mình suy nghĩ, mình tìm lý do tại sao. Tự vì mình học 3 năm về data computer, bachelor degree. Năm đầu tiên là mình học về electronic, là về điện, điện nhà chứ không phải là điện cao thế. Rồi 2 năm sau á, là mình học về vi tính, là máy 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 vi tính đó. Rồi ngoài vấn đề học á, thì mình cũng có đi làm 6 năm ở nhà băng, và nay 11 năm ở nhà băng và 6 năm ở chỗ đó gọi là xe lửa, nhà ga xe lửa. Nhưng mà nói là nhà ga xe lửa nhưng mà nó thuộc về nhiều khâu. Thì trong xe nhà ga xe lửa này thì nó có những cái nhà ga phải không? Đó thì nó thuộc về nhà cửa. Còn xe lửa là nó thuộc về đường đường ray xe lửa và xe lửa. Đường ray xe lửa thì là nó nằm ở một cái khâu khác, mà xe lửa nằm đi trên cái đường ray đó là nằm về một cái khâu khác. Còn mình á thì làm trong văn phòng á, nhưng mà thuộc về ban ngành tất cả những các nhà ga của toàn Na Uy, nhưng mà công việc của mình là support về data. 6 năm mình mua tất cả các máy móc data điện tử, rồi mình giúp đỡ 279 người sử dụng máy móc, và mình là người tiếp xúc với chỗ mình mua và chỗ mà hardware và chỗ